vẫn luôn luôn má bệnh cơ. Được mặc chiếc áo cưới em đã từng học, anh sẽ tìm cùng em đi lên lên. Thôi khóc dám chắc luôn á. Để đưa quay đi. Nhiều đêm khóc rồi đó. Khóc rồi đó. Nồng nàn con tim ru. Lên em. Ngày cuối đó là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình. Khi mà em theo anh đi hết cuộc đời. Còn điều gì nhất em yêu thương. Ta mới không rời cánh xa. Mình lên bên được không? Ngày hôm nay mọi người đang chúc phúc đến hai đứa mình. Nụ cười bao Trang đã cùng đi theo Thủy suốt khoảng 15 năm. 15 năm Thủy ông xã thì 15 năm Trang cũng yêu Thủy như là ông xã của Thủy vậy. Và ngày hôm nay em đã tìm được người yêu em. Và chúc cho em cùng với ông xã của mình yêu nhau thật nhiều và đi suốt con đường như là hạnh phúc này nhé. Không em vẫn em yêu anh cứ tên gọi với anh.